Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay bên công ty em đang mở bán 10 căn tại vị trí tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có những cái giá chào bán chỉ từ 1,4 tỷ đồng thôi mọi người nhá. Và cái diện tích là từ 35m², xây dựng và thiết kế là 4 tầng. Và hướng nhà thì có hướng Tây Nam, hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc mọi người nhá. Thì hôm nay em anh sẽ quay trước cho mọi người một cái căn nhà giá là 1,4 tỷ đồng và hướng nhà là hướng Tây Bắc. Hiện tại em đang đứng trước phía cửa chính của ngôi nhà mọi người ạ. Với cái thông số của cái ngôi nhà này, diện tích của cái căn nhà em đang quay này là 35,5m trên sổ đỏ và diện tích xây dựng thực tế nó rơi khoảng tầm 37m mọi người nhá. Và cái hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà là 3,5m. Sau đây xin mời mọi người tiến vào phía bên trong của ngôi nhà cùng em nhé. Đây chính là phía bên trong của ngôi nhà với thiết kế là lớp ngoài, ở phía bên ngoài đây là cửa chính của ngôi nhà đây. Cửa chính là sắt sơn tĩnh điện mọi người ạ. Và bên trong là cửa nhôm kính. Đó. Và phía bên hông của cái mặt tiền này là có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đó. Rất là thoáng mọi người ạ. Đây chính là phía cái căn ở dưới tầng 1 mọi người nhé. Tầng 1 của căn nhà đây rất là rộng. Phía ở đây chính là để xe, khu vực để xe mọi người ạ. Bởi vì phòng khách của căn nhà này đã được thiết kế gác lửng ở phía trên tầng 2. Cho nên ở phía đây chính là phía để xe của cái ngôi nhà này rất là rộng mọi người ạ. Sau đây xin mời mọi người hướng vào phía phòng bếp cùng em. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn LED, sơn cũng như là về bên hồ sơ công tơ điện nước đều đã được công ty em làm xong rồi, hoàn thiện xong hết rồi. Với cái căn nhà này thì chỉ cần dọn dẹp qua một chút thôi là mọi người có thể dọn đồ về ở rồi nhá. Và giá thì thật sự rất là rẻ, chỉ có 1,4 tỷ đồng thôi. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái căn nhà này thì nếu như mà mọi người có anh chị nào mà vợ chồng trẻ đấy, có khoảng tầm 600 triệu thôi là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi nhá mọi người nhá. Phần còn lại là bên ngân hàng sẽ hỗ trợ để cho mình vay. Phía tầng 1 của ngôi nhà nó có một nhà vệ sinh. Đây chính là phía vệ sinh ở tầng 1 của ngôi nhà, đầy đủ bồn cầu, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên ngôi nhà và có hệ thống vòi xịt, xe vòi rửa. Xin mời mọi người tiến vào phía phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía căn bếp của cái ngôi nhà này. Đây mọi người ạ. Được trang thiết bị thiết kế là màu trắng, tông màu trắng, ở dưới là màu ghi mọi người nhá. Rất là đẹp, sáng, phù hợp với lại vợ chồng trẻ. Bởi vì là cái màu sắc của nó rất là nhã nhặn và cảm giác rất là tươi trẻ luôn ấy. Đây chính là ở đây là chủ đầu tư là có thiết kế để cái không gian để tủ lạnh mọi người ạ. Tủ lạnh ở đây là cái gian bếp này vừa xinh để mình nấu nướng cũng như là rất là gọn. Phía cái phía phòng bếp của cái căn nhà này là có một cái cửa hông này, cửa ngách này mọi người nhá, để lấy cái ở bên ngoài này. Đó. Thực ra cái khổ đất này nếu như mà mọi người quan sát ấy, nó sẽ hơi bị chéo một chút nhá. Tuy nhiên thì là chủ đầu tư đã để cắt thẳng luôn, vuông vắn cái nhà và để cái phần vát chéo đấy một chút ra phía đằng sau để mình mở cửa này. Đó, vừa có không khí vào trong ngôi nhà mà cái căn nhà nó không bị chéo mọi người ạ. Đây, phía ra bên ngoài đây cũng rất là khá là rộng đấy chứ ạ. Đó. Ở đây để mà nói nếu như mà ở đây này, chủ đầu tư có để ở đây để làm, để có cả ống thoát nước này cũng như là sàn thoát nước mọi người nhá. Đấy. Tiếp theo mời mọi người lên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế là trên đấy có phòng khách cũng như là phòng ngủ mọi người ạ. Phía dưới tầng 1 hoàn toàn là khu vực để xe cũng như là phòng vệ sinh và phòng bếp. Đây mọi người có thể nhìn thấy tay vịn cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ lim Nam Phi, toàn bộ từ tầng 1 cho lên tầng 4 là đều làm bằng chất liệu gỗ mọi người nhé.
Đây, ở phía cầu thang này là có một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Đây rồi, đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà này đây. Ở đây có một cái vách CNC trang trí rất là đẹp. Và mọi người có thể đây này, đây là cái hốc để đồ luôn này mọi người này. Đó. Mọi người ở đây có thể trang trí phòng khách. Cái không gian của cái phòng khách này thì rất là rộng, có cửa sổ hướng ra bên ngoài, hệ thống trần thạch cao, đèn LED và điện đều được trang bị đầy đủ rồi. Mọi người có thể nhìn thấy từ cái vị trí sàn này lên tới vị trí trần thạch cao rất là cao. Cái không gian của cái nhà khách này rất là thoáng. Xin mời mọi người hướng sang phía phòng ngủ của em. Với cái diện tích trên sổ đỏ thì là 35,5 m², tuy nhiên thì cái diện tích xây dựng thực tế từ tầng 2 đua ra thì nó rơi khoảng tầm 37-38 m mọi người ạ, cho nên cái phòng ngủ ở đây cũng rất là rộng luôn đây. Đó. Đều có ống trò điều hòa hết rồi mọi người nhá. Đây, chính là ống trò điều hòa này, dây điều hòa này. Đó. Đây, điện, thiết bị điện đều được trang trí đầy đủ. Toàn bộ cái cửa thông phòng của cái ngôi nhà này đều được thiết kế làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người ơi. Rất chắc chắn. Tùy từng tính chủ đầu tư mọi người nhé, mà có chủ đầu tư thì làm bằng cửa gỗ lim Nam Phi, có chủ đầu tư thì làm bằng gỗ trò, có chủ đầu tư thì làm bằng gỗ công nghiệp, có chủ đầu tư thì làm bằng cửa nhôm Việt Pháp. Thì mọi người, đấy tại vì sao mọi người xem một số video của em mà lại bảo là tại sao bên em lại căn thì lại lắp cửa này, căn thì lắp cửa kia. Đó là tính của mỗi người, tùy từng chủ đầu tư. Ở phía cái phòng trên tầng 2 này có một nhà vệ sinh rất là rộng mọi người ạ. Nhà vệ sinh của cái tầng 2 giữa phòng khách và phòng ngủ có đầy đủ hệ thống sen cây, thiết bị vệ sinh đầy đủ hết, gương tắm, bồn cầu, lavabo, vòi xịt. Và cái căn nhà vệ sinh này thì là được ốp gạch 30-60 mọi người nhá, lên trên tới tầng lửng, chống ẩm mốc tường rất là tốt. Phía bên hông này mọi người có thể nhìn quan sát, phía bên hông của cái nhà vệ sinh này có cửa sổ hướng ra phía cầu thang, tạo cho một cái nhà vệ sinh rất là thoáng, không bị bí. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế nhôm hệ Việt Pháp mọi người ơi. Đó. Em thực ra em review rất là chi tiết và chân thật gửi tới quý khách hàng. Những cái hình ảnh nhà thực sự là không phải quá xuất sắc đâu, nhưng mà nó là thực tế, mọi người có thể tưởng tượng được từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Tiếp theo mời mọi người hướng lên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Đây chính là cái phía cầu thang đây. Tay vịn cầu thang, toàn bộ tay vịn cầu thang đều được làm bằng gỗ mọi người nhé. Mời mọi người hướng lên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế là gồm 2 phòng ngủ mọi người ạ. 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thì đây như mọi người quan sát là cái phòng ngủ này cũng được hoàn thiện xong hết về điện rồi, là ống trò điều hòa, dây trò điều hòa, sơn gạch đều xong hết rồi. Bây giờ chỉ việc mua giường về lắp đặt và ngủ thôi. Rất là rộng đúng không ạ? Một cái căn nhà mà có đến 3 phòng ngủ, phòng khách riêng, phòng bếp riêng, rồi chỗ để xe riêng, rất là đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Không những một hộ gia đình mà có thể một hộ gia đình mà 3 thế hệ vẫn có thể ở được mọi người nhé. Mời mọi người hướng sang cái phía căn phòng ngủ tiếp theo. Đây. Nói chung là cũng giống nhau thôi, cho nên là em review như thế thì cũng chỉ có thể là mọi người tưởng tượng ra được hết rồi. Đây, cửa sổ hướng ra phía bên cạnh, phía bên ngoài này. Đấy. Rất là kỹ. Đây chính là cửa thông phòng. Chắc chắn đều có khóa riêng mọi người nhé. Đều có những cái bộ khóa riêng cho từng cửa. Sau này mà gia chủ mới về nhận nhà thì bên em sẽ bàn giao toàn bộ tất cả các chìa khóa cho mọi người. Các phòng ngủ cũng như là các phòng vệ sinh, rồi là cửa chính. Đây chính là cái nhà vệ sinh trên tầng 3 mọi người ạ.
Nhà vệ sinh ở trên tầng 3 thì có khác hơn tầng 2 một chút, không còn sử dụng sen cây nữa mà là sử dụng sen tắm thường. Tuy nhiên thì vẫn đầy đủ hết, bồn cầu, lavabo, vòi xịt cũng như là cái hệ thống ống chờ để sau này lắp bình nóng lạnh, rồi là mắc áo, đầy đủ hết mọi người nhé. Em Ánh xin mời mọi người hướng lên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Cái vị trí của cái căn nhà này thì là nằm thuộc tổ 15, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa thì nó chỉ rơi khoảng tầm 2 cây thôi mọi người ạ. Cách chợ, cái vị trí căn nhà này mà cách cái chợ của cái khu vực mình ở ấy thì nó rơi khoảng tầm 150m thôi. Và đây chính là ở đây có một cái giếng trời mọi người ạ, để lấy cái ánh sáng toàn bộ xuống khu cầu thang, xuống tận được tới tầng 1 luôn. Đấy. Cầu thang thì rất là rộng mọi người nhé. Cầu thang đi lên đi xuống rất là rộng, không bị dốc đâu. Đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế ở phía bên trên tầng 4 là có một phòng thờ. Em thì gọi là phòng thờ cô thôi, còn mọi người thì có thể gọi đây là phòng ngủ, có thể gọi đây là phòng kho chẳng hạn. Bởi vì có những gia đình, hộ gia đình mà đi theo đạo Thiên Chúa giáo thì thường thường là không có phòng thờ. Em bởi vì có một số khách hàng là nói với em như thế. Cho nên là đây là có cái phòng này là phòng để mình có thể tùy ý sử dụng. Kể cả trên đây cũng vẫn là cửa gỗ mọi người nhé. Đây chính là khu để máy giặt mọi người ạ. Đó. Và phía bên ngoài, đây chính là phía sân phơi của toàn bộ ngôi nhà này. Mọi người có thể nhìn thấy. Đấy. Với cái vị trí của cái căn nhà này rất là gần trường tiểu học, trường mầm non, trường tiểu học Hòa Bình, trường mầm non Yên Nghĩa mọi người ạ. Cho nên là rất phù hợp với lại hộ gia đình có cái thu nhập vừa phải. Em xin nhắc lại một chút nhá. Với cái căn nhà 1,4 tỷ đồng này thì chỉ cần 600 triệu đồng thôi là mọi người có thể sở hữu cái căn nhà này về cho mình rồi. Còn lại là bên ngân hàng sẽ hỗ trợ mình. Về phía phần bên ngân hàng thì nếu như mà mọi người có nhu cầu liên hệ thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ bấm like cũng như là đăng ký kênh, ấn chuông để có thể là người đầu tiên xem những video tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.